Lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực đưa 5 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa Phương Mai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, một nạn nhân không qua khỏi sau khi được đưa đi cấp cứu. 8 cán bộ công an tham gia chữa cháy bị nhiễm khói độc, phải nhập viện. Hôm nay, lãnh đạo công an tỉnh Hà Nam đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ bị nhiễm khói độc và các nạn nhân trong vụ cháy cửa hàng tạp hóa Phương Mai ở thành phố Phủ Lý. Vụ cháy xảy ra vào 9 giờ sáng hôm qua. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an thành phố Phủ Lý cùng người dân dập lửa, giải cứu 5 nạn nhân đang mắc kẹt ở trong ngôi nhà cháy, đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó một nạn nhân tử vong do ngạt khí. Quá trình cứu hộ cứu nạn diễn ra trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và môi trường khói khí độc. Có 8 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Nam bị nhiễm khói độc. Trong đó có 5 người nhiễm khói thể nhẹ và 3 người nhiễm thể nặng.